Hello, xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình mua thử một cái bộ dụng cụ 46 chi tiết. Đây, Shopee đây. Mã đơn hàng sen đỏ nhé. Cái bộ này giá cũ của nó là hình như là 200 nghìn gì đấy. Thì nó sale vừa rồi đấy thì còn 130 nghìn. Rất là rẻ. Rẻ, không biết là chất lượng như nào đây. Đây mình sẽ xúc cả cái bộ ni lông ra. Đây, bộ nó như này đây. 46 chi tiết. Đây. Bên kia nó tắt thì tất cả các thứ lại dồn cái bên này. Thì giờ mình nghe xem nhá. Hôm qua mình cũng đã xem lại thử rồi. 46 chi tiết. Rất nhiều luôn. Nhập khẩu từ 4 ly này, 4,5, 5,5, 5, 6, 7, 8 này, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 là to nhất. Rồi gồm các đầu tua vít. Đây. Các loại này. Từ 4 cạnh, 2 cạnh, rồi 5 cạnh đấy. Rồi là loại loại hoa khế này nữa, rồi có một cả đầu một đầu chuyển để lắp được vào máy bắn vít nhé. Đây để mình bắn đây cái máy bắn vít. Đây là một cái máy khoan này. Máy khoan thì lắp vào cái đầu này như này, hoặc là đầu bắn vít. Nhưng cái đa loại máy bắn vít của mình thì nó là đầu đầu chân ngắn, nên đầu chân ngắn như này, như này đầu chân dài vẫn vừa nhưng mà lắp nó không được, không giữ lại được. Đây. Đầy đủ chi tiết luôn. Nhưng mà theo mình nghĩ là cái bộ này gọi là chỉ để dùng gia đình tạm thôi, chứ không thể dùng được lâu được, nhiều được. Đây, có một bộ khẩu vặn thay bé tí, chuyển hướng rồi lại. Nhấn này để nhấn nút này để dí lắp cái đầu khẩu vào đấy. Đây để nếu mà không nhấn thì không đúc được vào đâu. Nhấn vào này. Đó. Đấy. Đây có một cái đầu này nữa. Đó. Lục giác. Đầu nối này, đầu dài không thể nối được nhau này. Nói chung là đủ món phết. Đây, lắp cái chuôi này vào để có lực hơn nhé. Cái này thì lại như dẻo này. Nói chung là cái bộ này với giá 130 cũng được, để vặn gia đình nhiều khi cần những cái nó hiếm ấy thì dùng được. Nhưng mà cái chất lượng của nó chắc chắn là hàng của nào tiền nào của đấy thôi, hàng rẻ thì nó nhanh hỏng, không vặn được nhiều. Đó. Đây chính là cái sản phẩm mà dạo này đang sale đấy. Ai dùng gia đình mà ít vặn ấy thì mua một bộ cũng dùng được. Nó không được đầy đủ, nó không có cái to to nhất của nó là ốc 14 này. Đây. To nhất của nó là cái ốc này. Cái khẩu vặn của nó bé tí.
cầm nó không không có lực nữa. Nên mà muốn có lực thì phải nối dài thôi. Hôm nay mình xin review cái bộ sản phẩm này cho mọi người xem nhé. Ai mà muốn mua hay chuẩn bị mua thì tham khảo video của mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã xem video nhé.